Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục tự tay tháo lắp màn hình ô tô. Nào, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Ok, qua đây. Hóa ra con này tháo cũng rất là ngon lành, rất dễ. Rồi hai ốc này ra, hai ốc tháo trên là xong. Ok. Đây là khẩu 7, không có khẩu 7. Không hiểu là nó đâu một cái nhỉ? Đây chính là chiếc màn hình cho BT50. Đấy. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lắp chiếc màn hình này lên xe. Đó, các bác cần phải luồn dây nguồn đấy, cắm rắc, và sau đó thì các bác dùng dây thít các bác bó các cái dây lại cho nó thực sự là gọn gàng. Đó, như clip các bác thấy đấy, bó xong chúng ta cắt những cái dây thừa đi. Cắm rắc nhá, cái nào vừa thì bác cắm nhá, cái này không bao giờ cắm nhầm được đâu. Sau khi mà các bác cắm xong rắc rồi thì các bác sẽ ấn nó vào thôi. Tất cả là vào dăm, vào rắc nó hết. Ok, đã lên hình.
cái mặt điều khiển thế này. Mặt điều khiển anh em thử à, đấy, con này lên mặt điều khiển hết nhé. Đấy. Đó, cái này sẽ phải cài đặt canbus là nó sẽ lên được thôi các bác nhé. Canbus đúng và mình cài đặt canbus là sẽ lên. Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng. Đây là phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý cài đặt các cái kênh FM. Vaccine Pfizer hoặc Moderna. Đây là tiêm liều nhắc lại vaccine ngừa Covid 19 bằng vaccine AstraZeneca. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bị can Nguyễn Xuân Hằng quản lý cái phím này là lên hết đúng không? 12 kênh mạng xã hội trên internet. Đây. Nói chung là dùng được cái phím zin là quá tuyệt vời rồi. Nội dung xuyên tạc của nhiều cá nhân khác. Ok, ok. Cái này bật đèn thì nó có sáng cái mặt phím này không? Đây nó sáng. À đấy, mặt phím sáng nhá. Đây này. Cái này sáng mới tỏi. Ok, ok. Đấy, thường xuyên sáng thôi. Bật cái chụp báo lên là sáng. Bật chụp báo lên sáng. Rồi. Bật chụp báo lên là cắm nó lên là xong. Rồi, ta cắm nốt cái cụm khiển điều hòa nữa. Điều hòa đã lên hiển thị lên màn hình đấy. VT50 có cả cảm biến lùi lên luôn này. Và 60. Số quá tuyệt vời. Ok. Tạo. Và đây là kết quả cuối cùng sau khi chúng ta lắp màn hình cho cái xe BT50 này các bác nhé. Đây là một chiếc màn hình cực kỳ đẹp và cực kỳ độc và lạ luôn. Nó là chiếc màn hình 10.25 inch, khác biệt hoàn toàn với những cái màn hình 9 inch mà các bác đã từng lắp ở phía trên này. Và màn hình 9 inch lắp ở đây. Đây, đây là một chiếc cực kỳ thanh lịch, cực kỳ phù hợp với cái form của con BT50. Đấy, các bác nhìn cả cạnh bên của nó nhìn rất đẹp luôn. Đây, nó đúng là cái phong cách của Mazda đấy, và cũng là phong cách của các cái dòng xe đời mới bây giờ các bác nhé. Còn về tính năng thì nó cũng như các cái màn hình Android khác thôi. Đó. Con này là con màn liền cam 360 cho nên là đây. Đó. Đây là cái bộ màn hình của Mocha. Có logo của Mocha đây các bác nhé. Đó. Cái này cam 360 Sony cực kỳ nét. Xinh nhan này. Đó. Một cái hay nữa là đây, nó là một bộ 3D. Để các bác chuyển chế độ 3D. Đó. Ở đây thì hơi tiếc một chút là cái mô hình này nó chỉ là bán tải và nó là của một cái xe thôi, mình không đổi được sang cái bán tải khác. Đó. Nó chỉ là mô hình bán tải. Đó. Ta dùng tạm cái mô hình bán tải của con Raptor này cho con Mazda BT50 này, không sao cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.